Thuốc điều trị bệnh tim mạch. Mục tiêu học tập: 1. Kể được 4 nhóm thuốc điều trị bệnh tim mạch chủ yếu. 2. Trình bày được tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng của các thuốc điều trị bệnh tim mạch được đề cập đến trong bài học. Phần 1 là đại cường, phần thứ 2 là thuốc chữa bệnh tim mạch. Đại cường, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tàn phế và tử vong lớn nhất thế giới, đặc biệt hay gặp ở người cao tuổi. Bệnh tim mạch biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, thường gặp ở các thể bệnh như suy tim, cao huyết áp, đau thắt ngực, rối loạn tuần hoàn não, loạn nhịp tim, nên thuốc tim mạch cũng gồm nhiều loại khác nhau, điều trị các thể bệnh khác nhau của bệnh tim mạch. Thuốc chữa bệnh tim mạch gồm các thuốc có tác dụng chủ yếu trên hoạt động của tim mạch. Để thuận tiện cho việc sử dụng thuốc, người ta chia thuốc thành 4 nhóm chủ yếu sau: thuốc điều trị suy tim, thuốc chống loạn nhịp, thuốc điều trị đau thắt ngực, thuốc hạ áp. Thuốc điều trị tim mạch, các glycoside tim, chế phẩm và dạng thuốc: digitoxin, viên nén 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 mg, ống tiêm 0,1 mg, ml, digoxin, lanoxin, viên nén 0,125, 0,25, 0,5 mg, dung dịch uống 0,05 mg, ml, ống tiêm 0,1, 0,25, 0,5 mg, ml. Chế phẩm và dạng thuốc: digitalin, viên nén 0,1 mg, cồn thuốc tháng 1 năm 1000, một giọt chứa 1 mg digitalin. Digitalin, viên nén 0,1 mg, cồn thuốc tháng 1 năm 1000, một giọt chứa 1 mg digitalin. Tác dụng: cường tim, làm chậm nhịp tim, điều hòa nhịp tim. Tác dụng không mong muốn, có thể gây rối loạn nhịp tim chậm thêm, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, rối loạn thị giác, nhìn mờ, ảo giác, rối loạn thần kinh trung ương, đau đầu, chóng mặt, lú lẫn. Chỉ định: nhịp nhanh và loạn, suy tim do tổn thương van, cao huyết áp, xơ cứng mạch, giãn tâm thất. Chống chỉ định: nhịp chậm, viêm cơ tim cấp, bạch hầu, thương hàn, nghẽn nhĩ thất, rối loạn nhịp thất, nhịp nhanh tâm thất, rung thất, block nhĩ thất độ 2 phần. Cách dùng, liều dùng: uống, tiêm dưới da, tiêm bắp, liều tấn công: digitoxin 0,015 0,02 mg trên kg trên ngày, digoxin 0,03 0,05 mg trên kg trên ngày, liều duy trì 0,125 0,375 mg trên ngày. Dạng thuốc: ống tiêm 0,25 mg trên ml. Tác dụng: làm tim co bóp mạnh và đều theo cơ chế tương tự digitalin. Thuốc ít dẫn truyền nội tại cơ tim, nên có thể dùng khi nhịp tim chậm, lợi tiểu. Tác dụng không mong muốn: nôn, tiêu chảy, rung thất. Chỉ định: thay thế các digitalin khi bệnh nhân không chịu thuốc hoặc kém hiệu quả, cấp cứu suy tim cấp. Tác dụng nhanh: chống chỉ định, viêm màng trong tim cấp, nhồi máu cơ tim. Cách dùng, liều dùng: tiêm tĩnh mạch chậm 1 đến 4 ống trên ngày. Dobutamin, thuốc trợ tim không glycoside, biệt dược Dobutrex. Dạng thuốc: thuốc tiêm 250 mg trên 20 ml, bột pha tiêm 250 mg. Tác dụng: tăng co bóp cơ tim, tăng lưu lượng tim, tăng nhịp tim vừa phải. Tác dụng không mong muốn: dị ứng, nhức đầu, khó thở, buồn nôn, hồi hộp, có thể nhịp tim nhanh, huyết áp tăng. Chỉ định: suy tim mãn, không bù, không đáp ứng với các thuốc điều trị khác, sốc tim, sau mổ tim với tuần hoàn ngoài cơ thể, suy tim cấp có giảm cung lượng tim. Chống chỉ định: mẫn cảm với thuốc, thận trọng với dung nhĩ, cuồng nhĩ. Cách dùng, liều dùng: pha trong dung dịch gluco hoặc muối đẳng trương không có kiềm, truyền tĩnh mạch 2-10 microgram trên kg trên phút. Biệt dược Novocamix, Ronestin. Dạng thuốc: viên nén 250 mg, ống tiêm 100 mg trên ml. Tác dụng: giảm tính kích thích của cơ tim, giảm tính tự động của cơ tim, giảm tính dẫn truyền, giảm sức co bóp của tim. Tác dụng không mong muốn: buồn nôn, chán ăn, dị ứng, lupus ban đỏ, đau khớp cơ, ngứa, hạ huyết áp, ức chế hô hấp, rung tim, ngừng tim, liều cao. Chỉ định: chống loạn nhịp, nhịp nhanh thất, ngoại tâm thu thất. Chống chỉ định: mẫn cảm với thuốc, hen phế quản, suy thận nặng đang điều trị bằng sulfamid. Cách dùng, liều dùng: uống, tiêm bắp, tiêm nhỏ giọt tĩnh mạch, uống, tổng liều 50 g trên kg thể trọng, chia liều uống cách 3 giờ trên lần, tiêm bắp 0,5 đến 1 g trên lần, cách 4 đến 6 giờ trên lần, truyền tĩnh mạch 25 đến 50 mg trên phút, tổng liều 0,2 đến 1 g. Biệt dược Kindin,
Dạng thuốc, viên nén 2 mg. Tác dụng, giảm tính chịu kích ứng của cơ tim, kéo dài thời kỳ trơ, giảm tốc độ dẫn truyền, giảm co bóp, làm nhịp chậm lại. Tác dụng không mong muốn, rối loạn tiêu hóa, liều cao gây ù tai, rối loạn thị giác, nhức đầu, chỉ định, rung thớ nhĩ, cuồng động nhĩ, nhịp nhanh trên thất, chống chỉ định, mạch chậm, block nhĩ thất, rối loạn dẫn truyền, nghẽn, nhĩ thất phân ly, phụ nữ có thai. Cách dùng, liều dùng, ngày thứ nhất, 2 lần mỗi lần một viên, ngày thứ hai, 4 lần mỗi lần một viên, ngày thứ ba, 5 lần mỗi lần một viên, có thể dùng tiếp tục đến 7 ngày, mỗi ngày mùng 5 viên, hoặc dùng liều duy trì trong 1 tháng liền, mỗi ngày mùng 1 đến 2 viên. Dạng thuốc, viên nén 10, 20, 40, 80mg, ống tiêm 1mg trên 1ml. Tác dụng, chống rối loạn nhịp tim, chống đau thắt ngực, hạ huyết áp do làm giảm tính tự động, giảm tốc độ dẫn truyền, giảm lực co bóp cơ tim, giảm lưu lượng tim. Tác dụng không mong muốn, rối loạn thần kinh trung ương, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, gây co thắt phế quản, nghẹt mũi, gây đau nửa đầu, trầm cảm. Chỉ định, phòng và trị cơn đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp nhẹ và vừa, chống chỉ định, suy tim, hen phế quản, block nhĩ thất độ 2, 3. Cách dùng, liều dùng, trung bình uống từ 40 đến 80mg trên ngày, chia 1 đến 2 lần, cấp cứu tiêm tĩnh mạch chậm 1 đến 5 ống. Dạng thuốc, viên nén 0, 5, 0,75mg, viên nang, tác dụng, kéo dài, 2,5, 7,5mg, thuốc mỡ, tác dụng, giãn tất cả các cơ trơn, do đó làm giãn động mạch, tĩnh mạch lớn vì vậy làm giảm lượng máu tĩnh mạch trở về, giảm sử dụng oxy cơ tim, giảm công năng cơ tim, giãn mạch toàn thân, làm giảm sức cản ngoại biên vì vậy làm hạ huyết áp, giãn cơ trơn khí phế quản, cơ trơn đường tiêu hóa, đường mật, cơ trơn đường tiết niệu, đường mật. Tác dụng không mong muốn, giãn mạch ngoại vi gây đỏ mặt, ngực, mắt, gây nhức đầu, có thể tăng áp lực nội sọ, hạ huyết áp thế đứng, tăng tiết dịch vị. Chỉ định, phòng và trị cơn đau thắt ngực ở mọi thể, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim sung huyết. Chống chỉ định, huyết áp thấp, tăng nhãn áp, tăng áp lực nội sọ. Cách dùng, liều dùng, cấp cứu cơn đau thắt ngực, đặt dưới lưỡi một viên nén, ngày dùng 4 đến 6 viên, phòng cơn đau thắt ngực. Dùng viên giải phóng chậm 2 viên trên ngày. Biệt dược, Adalat, dạng thuốc, viên nén, viên nang, viên bọc đường 10, 20mg. Tác dụng, hạ huyết áp do giãn mạch ngoại vi, tăng nhịp tim, cải thiện chức năng thận do tăng lượng máu đến thận, giãn cơ trơn phế quản, khí quản, tiêu hóa, tử cung. Tác dụng không mong muốn, rối loạn tiêu hóa, tăng men gan, đau cơ, rối loạn thị giác. Chỉ định, tăng huyết áp, cơn đau thắt ngực. Chống chỉ định, mẫn cảm với thuốc. Cách dùng, liều dùng, cơn tăng huyết áp cấp, cơn đau thắt ngực cấp, ngậm dưới lưỡi một viên 10mg, tăng huyết áp mãn tính, phòng cơn đau thắt ngực, uống 20mg trên lần, 2 lần ngày. Chú ý, giảm liều khi bị suy gan, đái tháo đường, thận trọng với người suy gan, phụ nữ mang thai, người cho con bú. Biệt dược, Andomet, Dopetrit, dạng thuốc, viên nén 125, 250, 500mg, tác dụng, hạ huyết áp do làm giảm nhịp tim, giảm trương lực giao cảm ngoại biên, giảm lưu lượng máu ở não, thận, tạng, mạch vành. Tác dụng không mong muốn, hạ huyết áp thế đứng, giữ mối gây phù, trầm cảm, liệt dương, viêm gan, gây chứng vú to ở nam giới, và bài tiết sữa ở nữ giới, hội chứng như lupus ban đỏ. Chỉ định, tăng huyết áp khi dùng các thuốc khác, ít, hoặc không có hiệu quả. Có thể dùng cho người suy thận, người mang thai, suy tim trái. Chống chỉ định, mẫn cảm với thuốc, trầm cảm, viêm gan, suy gan, thiếu máu tan máu. Chú ý, thận trọng với người lái xe, vận hành máy móc vì thuốc gây buồn ngủ. Cách dùng, liều trung bình từ 250 đến 500mg trên ngày, chia 2 lần, phối hợp với thuốc lợi tiểu để giảm ứ muối và nước. Captopril, biệt dược, Capoten, dạng thuốc, viên nén 25, 50mg. Tác dụng, giãn mạch, hạ huyết áp, tăng nhạy cảm với insulin, và tăng hấp thu gluco. Tác dụng không mong muốn, ho khan, nữ có tỷ lệ lớn hơn nam, tăng ca máu, dị ứng, phát ban, sốt, giảm bạch cầu trung tính. Chỉ định, tăng huyết áp, suy tim sung huyết mãn tính. Chỉ định, tăng huyết áp, suy tim sung huyết mãn tính. Chống chỉ định, mẫn cảm với thuốc, người mang thai, thận trọng trong suy thận. Cách dùng, liều dùng, cao huyết áp, dùng hàng ngày.
Uống trước bữa ăn 25 đến 50 mg trên lần, 2 lần trên ngày. Suy tim, liều khởi đầu 6,25 mg lần, liều duy trì 50 mg trên lần.